Trời ơi, quá khủng. Ê, ê, ê. Quà này là từ shop gì vậy anh? Shop bồng lon đúng không? Trời ơi. Trời ơi. Cái đó là giống như là khô khô gà hả anh? Khô, khô gà. Còn cái ấy, cái này phải, cái này coi chừng khô heo chứ không phải khô gà. Ủa thôi chút cuối cùng là khô khô hành trà bông luôn. Cái này mới là khô gà nè. Cái này mới đúng là khô gà, khô gà nó đỏ. Ủa cái này là trà bông đúng không? Trà bông gì, trà bông gà, trà bông heo ta? Đó. Đây ui. Bít cháy. Hả? Bít cháy. Bít cháy nghe nói là 80k hay nhiêu nè? Cái này là gì đây? Cái đó là rong biển. Rong biển nghĩa là mà đây là luôn nha, châm chuột, muối ớt, châm châm chuột. Châm chuột muối ớt. Trời ơi. Tiếp 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 anh tiếp. Khô gà lá chanh. Lá chanh. Còn nhiều nha, còn nhiều nha. Ha mình cúng hai bạn đấy nhiều mà. Anh yêu ơi, mình cúng hai bạn đi. À hàng xóm ha. Dạ. Vậy vậy mỗi người bịch đó anh. Đây, món này mới ngon nè. Trời ơi. Nãy ngon nãy giờ rồi đó. Vậy là bít là hai bịch nè, chà bông là hai bịch nè. Rồi có cảm ơn chị. Rồi con đầu, con Kim ha. Bao nhiêu bịch, bao nhiêu bịch? Ủa cái này với cái này khác nhau không ta? Trong nhìn cũng giống mà đều sơ bộ sơ nhỏ. Bây giờ mình tổng giá trị là nhiêu vậy anh? Triệu rưỡi hết luôn như đây. Trời ơi. Rồi. Bây giờ mình cúng mỗi chỗ bịch ra sao anh? Tám món hả? Gì món trăm mấy hả? Thì chia ra lên 150 chia 8. Ủa là 1,5 triệu chia ta. Có 200 thì 8 món thì 1,6 triệu đúng không? Đúng rồi. Thì cái này không có mấy à. Tại tùy theo mỗi. Đúng rồi, mỗi bịch giá khác nhau nha. Em thấy cái món chùm ruột này nó đặc sắc lắm nha. Trắng rồi đó. Trời ơi. Chùm ruột này chúng không có biết ai không? Vậy ai biết? Chú là chú hưởng hức trước luôn đó. Lâu qua lại mình mua cây mấy cây dễ mũ cây giấy để mình cúng cho mấy. Bây giờ như vậy anh ơi, bây giờ như vậy em thấy là bây giờ mình rút ra dĩa, mình có cái dĩa nhỏ mình rút ra, cái mình mỗi người một dĩa nha. Nhưng mà ý là bây giờ cái dĩa đó không có. Bây giờ anh nhờ anh Ngọc đi, anh chạm một phát 5 phút là có dĩa liền. Có. Anh Ngọc ra ta. À tính đi đốt nhang à chắc. Chạy ra bao nhiêu mình. Anh chạy ra ngoài anh mua giùm sắp dĩa được không? Dĩa hả? À? Dĩa nào cũng có mà. Dĩa nhựa á. Đối diện ta mua nè. Ta mua. Anh mua mới đi để dành nhà luôn nha. Cứ anh mua. Anh mua một lốc như vậy được không? Như đủ biết. Thiếu đủ gì tính sao? Thiếu đủ tính sao đi. Một lốc để dành à. Đó, bây giờ là chờ dĩa về cúng cho cậu. 8 món ha, 8 món này cứ mình bỏ một cái chúm, á. Ví dụ như mình coi ở đây là bao nhiêu mộ nghệ sĩ hàng xóm cậu. Rồi cái mình cúng. Em thấy á, mặc dù mình cúng ít nhưng mà mình cúng nhiều á là sẽ có rất là có ý nghĩa nha. Luôn đó. Đúng rồi. Bữa nay mình cũng mới vậy là anh thôi kêu anh mua cái dĩa nhỏ thôi. Mua dĩa nhỏ nha anh Ngọc. Anh Ngọc mua dĩa tầm ba lớn vậy thôi, không cần to lắm nha, dĩa trung á, dĩa trung á. Ôi Ngọc ơi, Ngọc, còn có bằng cái xì nha.
Còn không anh lấy cho anh mua chừng chén cũng được, cái chén nhỏ vậy nè. Thì cái dĩa như cái chén. À, mà một cái dĩa đi. Cái dĩa mình để đẹp hơn. Dạ. Thôi giờ còn hai chồng mình giờ đi đi cúng chú Tư Còn đi. Ha. Ok. Hôm nay thì không có xé bà xã. Rồi bây giờ 15 mét cùng với bà xã sẽ qua cúng cho chú Tư Còn, như là bà xã của chú Tư Còn. Lấy nước chăm nha. Gì bà xã? Con hươu nó phá bên đây nè. Con hươu nó phá cắn mông bên đây nè. Anh cho miếng giấy anh lau bằng hờ. Em chăm nước bên kia đi. Anh yêu hết hồn hả? Sữa này hôm qua đúng không? Hả? Ông ra ông lấy cái dĩa sành á. Ờ. Cái dĩa nhựa xài một lần á. Nó anh cái dĩa nhựa xài một lần anh biết à?
hả? Đậu lớn số 2021 luôn. Ôi, bấm bấm của quậy đẹp vậy. Đúng là bấm bấm bên cô quậy đẹp quá ha. Có một cái màu, màu xanh, màu vàng, màu đen, ba màu nha. Bấm giả, bấm giả, bấm thiệt đẹp vậy anh. Ờ để em cúng em lấy bánh cho bà xã. Em còn có bịch nào không? Bịch khô nào không? Chứ để lên dĩa nó bị ướt á. Chờ anh Ngọc tí xíu hả? Vậy giờ sao? Ủa chiếc khăn giấy để đâu? Đây nè, sau lưng em kìa. Hay ta cái con bông bóp nó đẹp ghê luôn, nào giờ mới thấy á. Rồi, nè, em bỏ nó. Để cái bịch đó, cái rút hộp xuống. À, Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2023. Nhằm ngày 8 tháng 6 năm Quý Mão, và quý vị trên kênh YouTube là Mến Thành Dương. Mời các chư vị tổ tần tổ mộ rất là diễn thiện những kênh đồng với Hà và Quý Vị Con. Thì hôm nay con có một cái bánh kim sơn, mời các chư vị cùng với Đà Phật Quý Vị Con phải dùng. Mong rằng các chư vị phù hộ độ đi cho và Quý Vị Con. Xã của chú tôi còn, mà chú tôi còn xong hả? Con bóm đâu anh? Ôi bóm đẹp quá ha. Nào giờ mới thấy con bóm ba màu nha. Trời ơi đẹp cực kỳ luôn. Wow anh, anh mua 10 cái dĩa nhỏ nè. Nhưng mà có rượu không anh? Có rượu cho anh. Đó. Sáng nay thì bà Lâm hết cũng hai trái bắp với mẹ chuối ha. Anh Minh thì ly cà phê sữa cho cậu nè. Anh Niêu thì củ mì hấp dừa với là sữa đậu nành, rồi cà phê đó, rồi trà cho cậu ha. À, thì đây là toàn cảnh. Wow, có hai con rượu tắm lần rồi. Ở đây thì anh Ngọc anh mới mua rượu, là rượu An Phúc nè. Chai rượu này nó nhỏ, có địa chỉ ha, số điện thoại đó. Rượu rượu anh đang review rượu, rượu gạo 100% nguyên chất. Hình như anh Ngọc mới chạy vô chị ra đó, chắc vậy quá. Rồi đến đây thì
chờ tí xíu nữa là anh Ngọc anh em dễ về cái là đúng rồi, giờ mình cúng cho cậu trước đi anh, có dĩa rồi. Bây giờ mà lấy cái bàn khác hay sao? Lấy cái bàn khác, anh cầm mà đi anh đi cái điện thoại đi anh lấy cho anh yêu cái bàn khác. Kiến đâu? Lao xe các bạn đấy. Họ dễ một cái ha. À, để chung. Để trên cho cậu dễ ha. À, vậy em phụ anh Trúc nha. À cũng chai rồi đúng không? Ừ, tí xíu nữa là có mạng cho cậu rồi. Cái này mặn hay chai anh? Món này lạ nha. Mà nay cái xu hướng là ăn giặt hay sao ha? Vậy là cho con 5 xì tin lại nè. Cái món này hấp dẫn hơn nè. Thôi dĩa thôi anh. Dĩa cho gọn, gọn gì đâu. Đúng rồi. Trời ơi, này là con gái bán đó. Rồi thôi mình rút lần lần ra đi anh ha. Cái gì mình rút lần lần ra đi. Mình cho gì cậu hai dĩa hai bên hay sao? Mình cho vào cọc dĩa thôi. À, dĩa thôi, còn bên đây thì mình cúng. Thôi cái đó anh cúng trước luôn đi. Anh cúng luôn đi. Em chia ra từ từ cho. Rồi. Cũng đất đai đúng không? Vậy em chia ra cho nha. Hả? Cái món nào mà cái này chưa ra hả anh? Đó. Hợp lý luôn á. Quên ha,
em đổ 4 dĩa với mày thì ra luôn đúng không? Tự nhiên cái mình đổ có 1 dĩa lấy mà lấy thêm bể ngốc ghê luôn á trời. Cái này không ra nên thôi xử lý luôn nè. Đó. Tay đó, nó tay lên đi. Chia ra đúng rồi đó anh. Ồ anh bỏ trên chứ bỏ gì đó anh. Nhiều quá lát quá anh nó bỏ thêm gì khác ok không? Rồi. Được chưa? Được chưa? Chia cho đều nè. Rồi. Rồi, bây giờ chắc mình lấy cái bàn bự á anh Ngọc, cái mình để nè, mình sắp ra xong cái mình bỏ chỗ gì đó. Cái này thiếu khô gà. Khô gà đúng rồi, khô gà. Còn thử không? Cái tay trên đầu, cái tay đầu thôi. Cái này mình thử. Cái bằng bữa không? Hả? Làm sao mình mang đi á. Rồi, lấy cái bàn đi anh. Rồi, cái này đủ anh cũng đắc đai chiến sĩ luôn đi. Ê khoan, còn cái này nữa. Cái này ít quá, chắc là mình chia ra một bịch và làm một bàn đi. Đi. Rồi về đi, đó. Ít quá mà. Xếp mà mình hỏi cần cái này đi anh, mình xếp mà. Không có mình chia rồi đó. Ở trên xếp đây. Rồi, ok. Rồi ngần bịch ngần món ha, cái chia ra. Bao nhiêu dĩa mình chia ra hết đi. Được nhiêu tính nhiêu. 281. Đây. Cứ hết luôn đi. Được nhiêu tính nhiêu. Cái này cũng lớn đi. Ủa sao cái phần này chứ xíu vậy? Sao dĩa đó làm mấy mẫu á. Đó, thì mình cho anh yêu anh cúng cho cậu với chiến sĩ trước đi. Mình thắp xong cái mình cúng xung quanh. Cái có bịch hả? Cái có bịch anh. Cho nên mình coi cái này hết bàn rồi. Chắc nhiêu đây trước quá. Rồi vậy cái đó hai bịch đó. Đây nè em cũng có nè. Cho bà con ăn lấy vị với cậu ha. Hết chanh, trời ơi, mình nhanh quá, vậy là còn cúng nhiều lắm á. Nhiều đây là mình cúng mệt xỉu luôn á. Mít luôn đi. Ở hai anh em mình làm giống luôn đi. Để em quay ngược hướng camera rồi, quay qua đây. Để quay thấy lưng không à. Ê mình cúng gì vui á, cúng gì là bà con hưởng nhiều lắm á. Lỡ là làm caramel luôn đi.
cái khô gà này là phải lấy ra nè. Thì cứ anh bỏ đi, anh bỏ đi, dư mình để lại mình cúng tiếp. Chụp chụp quý lắm nè. Hấp dẫn quá. Quá hấp dẫn. Em mua tới đây mua cho em ăn luôn, chút thì mua cũng hết luôn đó. Đâu ăn đâu. Sớm cậu bữa nay mua nữa. Nhìn đặc sản ngon quá ha. Tại mua và nữa mình mua cái gấp đôi như thế này. Để cho cũng được cậu. Vừa ông hậu gái cậu đang mình cúng luôn ha. Còn mấy chuyện luôn. Trong biển dưới chùm chuột. À cái này chắc là trong biển chắc là chia ra anh ơi. Trong biển chắc chia ra đó. Trong biển chắc chia ra chứ không đủ đâu. Có mệt à. Tướng bự còn có che hết trơn ha. Hết là chùm chuột. Trong biển anh xé, anh xé trong biển ra cái anh bẻ đôi ra đi. Bẻ đôi ra anh để được 2 3 dĩa, bẻ đôi bẻ ba ra. Đúng rồi, xé ra cái bẻ đôi bẻ ba ra chứ để trong bịch đâu có hở rồi đâu. Nó rồi. Vậy là xong rồi, giờ nhiệm vụ mình đi phát phân phát nè. Chắc lấy thêm bàn nữa mình để luôn đi. Rồi mình xong cái mình đi phát lần một. Lấy thêm bàn đi ha. Chưa còn dễ nhiều à. Ê, tắt video đó đi, lên tiếp video khác. Không. Ờ vậy tắt đi. Thôi của em tạm ngưng. Lật ngược lại. Bỏ luôn ha.